Được luôn. Không, tao mà liên tục. Hỏi anh quá chưa? Không, nó quay rời. Hỏi chưa? Tách được. Liền khó làm tách được. Đọc trang cũng là cái túi. Điều tụi chỉ biết thế thôi. Đồ trên bàn, các cái đồ trên bàn mọi
19. Tầm khoảng 25 phút đấy. Quay được khoảng 25 phút rồi. Thank you.
tăng thì cái nó cũng đang giao tiếp. Cái đấy thì hiện tại bây giờ thì là cái giá đấy ạ, giá 90.000 nhân viên đấy. 346.000. Vậy không, 404 là mới nhập kho. Không không, nó còn 346 khối nữa. 90.000. Mà mình không lấy. Ừ, để giữ lại cái khoản đấy. Từ từ để nói rõ lại, thứ nhất là 404 khối thì nó đã ra rồi, đã ra rồi thì đang làm thủ tục để thanh toán. Ừ. Ừ, còn tháng sau tháng này là nó còn 346 khối nữa nhá. Nó đã có người yêu mẹ chứ mình cứ ngại luôn. Anh đi gọi chứ không gọi. Anh rõ là anh nhắm được đấy, anh hỏi đó. Trời không ơi. Em hỏi anh bỏ nhắm hết rồi. Ký thì cứ ký còn đăng là nam man thì tám chứ không ấy. Cái đù sao lại phát sinh ra hơn 100.000 tiền nữa, tiền pin này là tiền chơi xe này chỉ cũng vừa trả 800 mấy thôi, còn 100 mấy đâu đấy. Còn chính là để nó vừa bị xe tiếc video là chỗ khác gọi, tôi gọi cái này đi nhé, còn mình lựa ra chỗ khác để cho chúng nó dọn vệ vệ sinh đi cho đúng đi. Với lại là mình tiếp theo thằng tuyến kia lựa ra ngoài khác. Thì cầm cái máy sấy kia cho nó sấy đi. Sấy lại. Sấy. Xem nó chạy được không. Để mình đang chạy. Thank you.
dài quá lại mất rồi. Xin vào phòng này là một người.